Thưa quý vị, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ nhất của hội nghị giữa nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13, tức hội nghị Trung ương lần thứ 7, tại hội nghị Trung ương Đảng đã quyết định những nội dung sau thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Ông Nguyễn Văn Vịnh bị Bộ Chính trị đề nghị Trung ương xem xét kỷ luật sau khi có kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương hồi tuần trước. Bên cạnh đó, Trung ương Đảng cũng đã biểu quyết thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường là Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Nguyễn Phú Cường nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ khóa 12, từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có trách nhiệm trong nhiều vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, đến mức phải xem xét kỷ luật, song tới nay vẫn chưa đề nghị hay có hình thức kỷ luật. Hiện tại, ông Nguyễn Phú Cường giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội. Đây là chức danh do Quốc hội bầu, do đó sau khi thôi chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường. Cũng tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 sáng 15 tháng 5, Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ 5 khai mạc ngày 22 tháng 5 tới. Theo Văn phòng Trung ương Đảng, trong chiều 15 tháng 5, Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, báo cáo kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.